Và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin cho biết có ít nhất 60 người đã bị nhiễm corona ở Việt Nam. Theo Bộ Y tế Việt Nam, 2 ca nhiễm mới gồm một bệnh nhân 26 tuổi tại quận Ba Đình của Hà Nội. Bệnh nhân số 58 là nữ du học sinh tại Pháp, trở về nước ngày hôm qua ngày 15 tháng 3. Ca thứ 2 được đánh số 59 là một bệnh nhân nữ 30 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội. Cô này là nữ tiếp viên trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam ngày 2 tháng 3. Ca số 60 là nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Pháp. Người này bay từ Paris tới Nội Bài ngày 9 tháng 3 và đã đi du lịch một số nơi tại miền Bắc Việt Nam trước khi được phát hiện bệnh vào ngày 15 tháng 3. Tin mới nhất vào chiều ngày 16 tháng 3 cho biết có 2 bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng. Cả 2 đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 ở Đông Anh, Hà Nội và phải thở bằng máy. Một người là nữ 64 tuổi, bác của bệnh nhân số 17 và được xác nhận nhiễm COVID-19 từ cô bệnh nhân số 17 đi du lịch sang Anh, Pháp, Ý về Hà Nội. Bệnh nhân kia là một người đàn ông quốc tịch Anh 69 tuổi. Thưa quý vị, vì sao Việt Nam nhờ Nam Hàn giúp về bộ Corona Test? Thứ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long ngày 16 tháng 3 tiếp đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam Park Nong-won và trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Ki Dong Park bàn về hợp tác chống dịch bệnh coronavirus. Tại cuộc gặp, vị thứ trưởng đề nghị phía Nam Hàn chia sẻ bài học kinh nghiệm về việc xét nghiệm cùng lúc số lượng lớn mẫu bệnh phẩm, đồng thời đề nghị Nam Hàn hỗ trợ các sinh phẩm, kit chẩn đoán nhanh trong thiết bị xét nghiệm. Chỉ hơn một tuần trước, báo Chính phủ Việt Nam loan tin hôm 5 tháng 3 rằng Việt Nam có thể sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện COVID-19 mỗi ngày và khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần. Tuy vậy, là người nắm thông tin về việc Việt Nam sản xuất kit xét nghiệm do Việt Nam trao đổi thông tin cởi mở với các cơ quan y tế. Chuyên gia không muốn nêu tên cho biết rằng trên thực tế, việc sản xuất mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được khẳng định. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam vẫn đề nghị các bên nước ngoài như CDC Hoa Kỳ, WHO hay Nam Hàn giúp đỡ. Việt Nam tạm cấm nhập cảnh công dân nhiều nước ở Âu Châu. Việt Nam ngày 15 tháng 3 bắt đầu chính thức tạm cấm các công dân của hơn 20 nước Âu Châu nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan corona. Bộ Ngoại giao cho biết rằng kể từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam tạm thời chưa cho nhập cảnh người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua 26 nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh cũng như Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước khi đến Việt Nam với mục đích du lịch, thăm thân nhân, du học và việc riêng. Ngoài ra, Việt Nam ngày 13 tháng 3 cũng thông báo tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ. Quyết định này có hiệu lực trong 30 ngày, nhưng không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ. Trong một biện pháp mà chính quyền trong nước nói là để ngăn chặn COVID-19 lây lan, từ ngày 16 tháng 3, Việt Nam yêu cầu người dân cũng như người nước ngoài phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng. Thưa quý vị, Việt Nam không cho nhập cảng 4 tàu du lịch Cambodia. Việt Nam từ chối không cho 4 tàu du lịch bằng đường sông của Cambodia cập bến Việt Nam vì lo sợ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tin do mạng báo Khmer Times loan đi ngày 16 tháng 3. Tin nói rõ Thủ tướng Cambodia Hun Sen đã ra lệnh cho các quan chức chính quyền Phnom Penh can thiệp giải quyết vấn đề 4 tàu du lịch đường sông của Cambodia đang bị kẹt ở biên giới Việt Nam. Cụ thể, tin cho biết sau khi ông Phan Sobin, chủ sở hữu của một trong những tàu du lịch nói trên, đăng trên Facebook thông tin 4 tàu của Cambodia bị từ chối cập cảng Việt Nam, ông Hun Sen đã phải phản hồi trên Facebook của mình bằng việc ra lệnh cho Bộ trưởng Công trình Công cộng Sung Chan-toi ngay lập tức can thiệp giúp 4 tàu này. Người phát ngôn của Bộ Công trình Công cộng, ông Hiang Sotavuf, cho biết hiện đang đàm phán với phía Việt Nam, yêu cầu cho phép các tàu cập cảng tại Việt Nam. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết một nhóm tôn giáo Ấn Độ chỉ trích vì phao tin nước tiểu bo có thể chống lại coronavirus. Một nhóm tín đồ theo đạo Hindu Ấn Độ hiện đang gây nên nhiều tranh cãi sau khi tổ chức một buổi tiệc uống nước tiểu bò ở địa phương vào thứ Bảy 14 tháng 3 vì tin rằng nó có thể đẩy lùi coronavirus, trong bối cảnh bò trong suốt nhiều thế kỷ qua luôn được người dân xem là loài vật linh thiêng. Các chuyên gia trên thế giới đã kết luận rằng nước tiểu của bò không hề có bất kỳ tác dụng khoa học nào, do đó không thể chữa khỏi các căn bệnh nan y như nhiều lời đồn thổi. Buổi tiệc uống nước tiểu bò đã được Hiệp hội Hindu giáo Ấn Độ tổ chức tại trụ sở của họ tại thủ đô New Delhi với sự tham dự của 200 cư dân bản xứ.
Và điều đáng chú ý là ngay cả những giới chức phục vụ trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trước đây cũng đã công nhận nước tiểu bò là thần dược. Tính đến tận thời điểm hiện tại, trên thế giới đã có 145.000 người lây nhiễm coronavirus và hơn 5.000 người tử vong. Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, nữ diễn viên Olga Kurylenko nhiễm coronavirus. Ngày 16 tháng 3, Olga nói trên Instagram cô xét nghiệm khi bị ốm khoảng một tuần qua, triệu chứng chính là sốt và mệt mỏi. Hãy tự chăm sóc bản thân và nhìn nhận dịch bệnh này một cách nghiêm túc. Cô viết, nữ diễn viên hiện sống tại London cùng con trai 4 tuổi và bạn trai Ben Cura, diễn viên người Argentina. Olga không tiết lộ tình hình sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Theo trang web RT, nữ diễn viên được bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, chờ đợi các triệu chứng tự suy giảm vì không có biện pháp đặc trị cho bệnh. Cô tự nâng cao sức đề kháng bằng việc sử dụng các viên vitamin, ăn tỏi và uống nước chanh. Olga Kurylenko sinh năm 1979, là diễn viên người Pháp gốc Ukraine. Cô được biết đến với vai Bond Girl trong Quantum of Solace 2008, đóng cùng Daniel Craig và nhiều bom tấn dòng phim hành động như là Johnny English Strike Again 2018 và Oblivion 2013. Và vừa rồi là chương trình tin tức thời sự buổi tối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin kính chào.